Thưa quý vị và các bạn, để có được những bông hoa Đà Lạt để dành tặng cho những người phụ nữ thân yêu của mình trong ngày 20 tháng 10 tới đây thì rất có thể các đấng mày râu sẽ phải bỏ ra số tiền gấp nhiều lần so với thường ngày bởi hoa Đà Lạt đang tăng giá mỗi ngày. Tuy nhiên thì điều này chắc chắn sẽ không làm phiền lòng các đấng mày râu trong ngày 20 tháng 10. Tại các vườn ở Đà Lạt, giá hoa hồng đỏ ngày thường từ 1.000 đến 1.200 đồng một cành, nay tăng lên 3.800 đến 4.200 đồng một cành. Có loại hồng màu vàng, cánh sen, trắng, hồng phớt từ 600 đến 600 đồng một cành, tăng lên 2.500 đồng đến 3.000 đồng một cành. Hoa đồng tiền bình thường chỉ 500 đến 800 đồng một cành, nay tăng lên 2.000 đến 2.500 đồng một cành. Cẩm chướng từ 800 đồng một cành, tăng lên 1.500 đồng đến 2.000 đồng một cành. Đó là giá bán tại vườn, còn giá bán lẻ đến tay các đấng mày râu thường cao gấp từ 5 đến 10 lần. Người trồng hoa ở Đà Lạt cho biết, nếu ngày lễ tình nhân chỉ có hoa hồng tăng giá đột biến, thì ngày phụ nữ Việt Nam, các loại hoa đều đồng loạt tăng giá. Ngay từ bây giờ, các tiểu thương đã tìm đến các vườn mua, gom hoa đóng đi các tỉnh chuẩn bị cho ngày 20 tháng 10, khiến nhiều loại hoa tăng giá gấp 3 đến 4 lần so với ngày thường.